Hello, xin chào các bạn, lại là Ngọc đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề là một cái câu chuyện liên quan đến cái việc mà cho con đi nhà trẻ, đi mẫu giáo. Hầu hết mình thấy những cái người bạn xung quanh của mình, các cháu của mình, con của mình, khi các bạn đi lớp trong khoảng 1 đến 2 tháng đầu tiên rất là hay bị ốm, thường xuyên bị ốm luôn ấy. Đó, thì thực ra thì cái việc mà con đi học mẫu giáo mà bị ốm những lần đầu tiên ấy thì nó không còn quá xa lạ gì nữa. Nhiều người cũng đã chứng được cái điều này là có, bởi vì là cái môi trường nó thay đổi á. Thì hôm nay mình tổng hợp lại sẽ có một số những cái bệnh mà các bạn nhỏ rất hay gặp phải khi mà đi mẫu giáo đó. Con có thể là con mãi ở nhà thì mấy tháng trời không ốm không gì cả, nhưng mà vừa đi học được 1 tuần 2 tuần thì hết sổ mũi, lại đau họng này đó. Thì đây là rất là nhiều cái tâm sự của rất là nhiều mẹ bỉm, ngay cả mình cũng thế. Như bạn Leo hồi mà bạn ấy bắt đầu đi học mẫu giáo là hồi tháng 3 năm ngoái, thì 1 đến 2 tháng đầu tiên triền miên trong cái tình trạng là cứ đi học được một vài hôm lại ốm. Mặc dù là ở lớp cô mình có trao đổi rất là kỹ với cô giáo xem tình trạng ăn uống cũng như là con ở lớp có khóc nhiều hay không, nhưng thực ra thì bạn Leo cũng không khóc, cũng rất là hợp tác và nhanh chóng hòa nhập với môi trường, nhưng mà bạn ấy vẫn rất là hay ốm. Thì thường thì ở lớp ý, thì con hay ăn chung ngủ chung, đồ chơi qua tay rất là nhiều em bé, rất nhiều bạn, cho nên là dễ bị lây chéo. Và một số bạn mà ốm thì cả lớp sẽ bị ốm theo. Đúng, cái này thật sự đúng. Mình thấy là có những cái đợt mà cô giáo chụp, những cái trong một cái hội nhóm cô giáo sẽ chụp ảnh lên là hôm nay con chơi gì, học gì các thứ á. Thì có một cái khi mà mình thấy là khi nào con có những cái giai đoạn là các bạn nhỏ rất hay ốm, mà ốm thì thường là vài bạn nghỉ cùng một lúc, lớp đang mười mấy bạn tự nhiên xuống chỉ còn khoảng tầm có hôm thì là 7 bạn, hôm thì 10 bạn thôi, không có hôm nào là đủ hết đó. Thì chúng ta có thể thấy một số những cái bệnh điển hình mà các con có thể gặp phải khi mà đi lớp. Cái đầu tiên đấy, cái bệnh đầu tiên nó chính là cái bệnh cúm thông thường. Thật ra cái này các bạn còn hay kêu là con vừa đi học mà 2-3 ngày là bắt đầu thấy ho này, hắt hơi, thì đây là một số cái biểu hiện đầu tiên của cái việc mà bị cúm. Nhiều bạn có thể là nhầm với cái việc là cảm lạnh, thì triệu chứng của nó là sốt trên 38 độ này, có thể kèm theo ớn lạnh này, đổ mồ hôi này, ho khan này, nghẹt mũi này, chảy nước mũi này, nhức đầu này, đau nhức cơ bắp, đặc biệt là ở lưng tay chân này, cảm giác mệt mỏi và yếu. Phòng bệnh thì tất nhiên rồi, chúng ta nên cho con là uống ăn uống đầy đủ chất này, đa dạng chất dinh dưỡng này, đặc biệt là bổ sung thêm các nhóm vitamin để giúp con tăng cái hệ miễn dịch lên, tăng đề kháng. Rửa tay thường xuyên cho con này, cho con uống nhiều nước và tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, ăn chín uống sôi này, ăn nhiều rau xanh hoa quả đấy. Và khi mà mình phát hiện rằng là con mắc phải cúm thì tốt nhất là đưa con đến cơ sở y tế và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Như mình thì rất may mắn là mình cũng có chuẩn bị về cái sức đề kháng cho Leo, cho con ăn uống cũng như bổ sung thêm, nên là bạn ấy ốm chỉ qua loa thôi. Còn cháu của mình ấy, cái thời gian trước bạn ấy kém Leo 6 tháng cũng đi lớp nhưng mà bị ốm đến mức là phải ở viện 20 ngày liền. Thật sự là thấy quá là đáng sợ đấy. Đấy, chúng ta cần phải chuẩn bị trước cho con về cái đề kháng để giúp cho con không mắc phải những cái thực, mà khi mắc phải đi chăng nữa thì nó cũng sẽ nhẹ hơn là những người mà không có sự chuẩn bị gì hết đó. Cái bệnh thứ hai rất điển hình luôn, chân tay miệng. Đấy, cái độ tuổi mà bị chân tay miệng thì nó chủ yếu là ở trẻ em mà dưới 10 tuổi, và thường gặp nhất là trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Bởi vì là các mà lưu ý rằng là các bạn càng nhỏ ấy, thì những cái biến chứng nó sẽ càng dễ dẫn đến là bị nặng hơn rất là nhiều. Đó thì triệu chứng nó giai đoạn khởi đầu ấy, thì nó có thể là mắc các triệu chứng nhận thấy, ví dụ như là sốt này, mệt mỏi này, đau họng này, tổn thương hoặc đau rát ở răng miệng này, hoặc là chảy nước bọt nhiều này, biếng ăn này, có thể là tiêu chảy vài lần trong ngày. Đó thì giai đoạn toàn phát là thường thì bắt đầu sau 1 đến 2 ngày
khởi phát bệnh ấy, thì trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình, ví dụ như là trẻ bị phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay này, bàn chân này, đầu gối này, mông này, và có nốt mủ ở lòng bàn tay và chân trong miệng của trẻ nữa. Nói đến cách phòng bệnh thì chỉ còn cách là chúng ta thường xuyên vệ sinh tay chân cho con, đồ chơi cho con để tránh các tác nhân gây bệnh, và không cho con tiếp xúc với những em bé mắc bệnh, để và giữ gìn quần áo, đầu tóc của con luôn luôn gọn gàng, sạch sẽ khi mà bị bệnh. Thường xuyên cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh. Nếu mà phát hiện con bị thì phải đưa đến ngay cơ sở y tế, bởi vì là với các bạn càng nhỏ thì lại càng bị chuyển biến nặng hơn, nên là chúng ta nên đặc biệt chú ý. Cái bệnh thứ ba đó chính là quai bị. Thực ra thì cái bệnh quai bị nó lây theo cái đường hô hấp, và thường dễ lây nhất vào khoảng 2 ngày trước khi mà xuất hiện cái triệu chứng, hay là 6 ngày sau khi các triệu chứng biến mất. Vì thế mà cái bệnh này nó có thể lây qua người thông qua cái nước bọt này, hoặc là cái dịch tiết mũi họng chứa virus khi mà người bệnh hắt hơi này, ho này, nói chuyện hoặc là cạc nhổ đó. Thì những cái này thì chúng ta cần phải để ý con thật là kỹ hơn này, và tất nhiên rồi các cô giáo cũng rất là cẩn thận khi mà có bạn nào đó bị ốm hay gì thì các cô như trưởng yêu các cô sẽ yêu cầu là phụ huynh sẽ đón con về trước, nếu như mà phát hiện vấn đề gì thì cũng mong là phụ huynh báo lại cho cô giáo, để cô giáo cũng có cái hướng để mà cho các bạn nhỏ tiếp theo nữa, vì các bạn ăn chung ngủ chung như thế thì sẽ rất là dễ lây lan sang cả lớp đó. Cái bệnh thứ tư đó chính là bệnh đau mắt đỏ. Thực ra như hồi bé mình cũng từng bị đau mắt đỏ, nó lây lan nhanh lắm các bạn ạ. Như mình ở nhà ấy, cả nhà, đầu tiên là mình đi học mình bị, xong về nhà lây cho cả nhà luôn. Đấy, nó đáng sợ như thế. Thì cái việc mà bệnh đau mắt đỏ là cái bệnh mà dễ mắc phải, và bệnh này nó lây lan cực kỳ nhanh đó, và nguyên nhân là do virus gây nên. Nên là nếu mà bị đau mắt đỏ thường thì sẽ từ 4 cho đến 7 ngày sẽ khỏi. Tuy nhiên thì về cái cách phòng tránh thì thực ra thì phòng tránh chỉ là không cho em bé đi ra đường nhiều bụi bặm này, thường xuyên nhỏ nước muối sinh lý nhỏ mắt cho bé mỗi ngày một lần để đảm bảo cái an toàn cho mắt này. Và khi biết mà con bị đau mắt thì không nên tiếp xúc trực tiếp với con trẻ bị bệnh nữa, không cho con tiếp xúc với các bạn bị bệnh nữa đó. Và cái thứ năm đó chính là nhiễm giun. Cái này thì nó không nhiễm giun là một cái bệnh mà nó rất là thường gặp ở các bạn nhỏ rồi, và nó có thể lây lan dễ dàng từ trẻ này sang trẻ khác. Và trẻ có thể bị nhiễm giun là do vô tình tiếp xúc với trứng giun này, hoặc là ăn phải những thực phẩm có chứa cái trứng giun đó. Thì cách phòng tránh chỉ là vệ sinh môi trường sống này, thức ăn thì đảm bảo ăn chín uống sôi này, thường xuyên là cắt ngắn móng tay cho con nha. Móng tay khi mà móng tay con dài sẽ rất là dễ tích tụ những cái vi khuẩn ẩn chứa bên trong, nên là thường xuyên cắt móng tay này, đi giày rất thường xuyên này, nhất là khi mà đi ra vườn này, trên nền đất cát này đó. Tẩy giun định kỳ cũng là một cách nhá. Nếu mà nghi ngờ bé bị nhiễm giun thì có thể đưa đi khám và để được bác sĩ điều trị. Thứ sáu là cái bệnh sởi. Thì có bạn thì con bị sốt, thế là cứ cho uống thuốc hạ sốt, nhưng mà thường thì khi trở nặng thì mới ngã ngửa là con bị bệnh sởi. Thế ra cái triệu chứng thì nó là sốt này, chảy nước mũi này, ho khan này, đường ăn đau họng này, viêm kết mạc này, sau đó là phát ban khắp người. Thì chúng ta phòng tránh bằng cách nào thì tốt nhất là con vẫn không nên tiếp xúc với những người bị ốm, tức là ngay cả người lớn hay là người nhỏ, khi mà bất kỳ người nào đó mắc bệnh thì chúng ta không nên tiếp xúc để tránh lây lan bệnh rồi, đúng không nào. Sau đó thì chúng ta đeo khẩu trang này, rửa tay thường xuyên này, giữ nhà cửa thông thoáng sạch sẽ này, uống đầy đủ nước nha, uống đầy đủ nước này, bổ sung các loại thực phẩm mà giàu vitamin A, ví dụ như là cà rốt này, rau xanh thẫm này, hoặc là các quả mà có màu vàng và màu da cam ấy đó. Đó là một trong những cái bệnh mà thường gặp ở các bạn nhỏ đi lớp, rất là dễ gặp phải, bởi vì là trong cái môi trường mà rất là nhiều bạn nhỏ như thế đến từ nhiều gia đình thì nó rất là nhiều tiềm ẩn, nên ba mẹ nên chuẩn bị cho con một cái sức khỏe tốt, sức đề kháng tốt. Nhiều khi chúng ta không thể tránh khỏi được, bởi vì đấy là một cái môi trường mà các bạn cả một ngày chơi cùng nhau rồi, bao nhiêu thứ đồ chơi các thứ sẽ qua tay bạn này bạn kia, không thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ còn cách là đảm bảo vệ sinh cho con, thường
tăng đề kháng cho con này, ăn uống đủ chất dinh dưỡng này, và vệ sinh cho con thường xuyên này, cắt móng tay thường xuyên. Đó là những cái mà mình có thể chia sẻ đến các mâm, mong là sẽ hữu ích với các mâm. Cảm ơn các mâm đã xem video của mình.